Tin quốc tế, Tổng thống Joe Biden ngày 25 tháng 5 tuyên bố Mỹ sẽ tránh được kịch bản vỡ nợ khi cho biết cuộc thương lượng giữa ông với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, chính quyền Tổng thống Biden và Quốc hội cùng ngày đã đàm phán trực tuyến, nhưng không nêu rõ hai bên đã đưa ra những đề xuất gì về ngân sách để có thể được Quốc hội, nơi Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, còn Cộng hòa nắm giữ Hạ viện, thông qua. Hồi tháng 1, Mỹ đã chạm trần nợ công 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ do Quốc hội thiết lập. Bộ Tài chính phải triển khai các biện pháp đặc biệt để duy trì chính phủ hoạt động và cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ từ ngày 1 tháng 6. Tổng thống Biden và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán để nâng trần nợ công nhưng chưa đạt được tiến triển nào. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành về dự thảo thông tư sửa đổi thông tư số 16 năm 2021 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới. Theo đó, ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải nếu hết hạn kiểm định trong 1 năm kể từ ngày thông tư được ban hành sẽ được tự động giãn theo chu kỳ mới. Chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định mà không phải đưa xe đến trung tâm để đăng kiểm lại. Dự kiến có gần 1,4 triệu ô tô cá nhân đến 9 chỗ được tự động lùi hạn kiểm định 6 tháng. Còn với phương tiện có hạn kiểm định trước ngày thông tư có hiệu lực sẽ không được áp dụng ngay chu kỳ kiểm định mới mà vẫn phải đến trung tâm đăng kiểm để được cấp giấy chứng nhận tem kiểm định. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thông tư chỉ áp dụng cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải bởi đây là nhóm xe cá nhân, cường độ sử dụng không nhiều. Việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa của chủ phương tiện tốt hơn so với loại phương tiện kinh doanh. Tỷ lệ đạt ngay từ lần kiểm định thứ nhất của nhóm này khá cao, khoảng 95% tổng số xe. Bộ Công Thương yêu cầu EVN và các chủ đầu tư đẩy nhanh đàm phán, hoàn tất thử nghiệm và đấu nối những dự án đã có giá tạm để phát điện lên lưới. Theo đó, với các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ hồ sơ pháp lý, EVN đàm phán giá tạm thời với các nhà đầu tư. Giá mua điện chính thức và quyết toán tiền được tính từ ngày phát điện lên lưới. Hiện có 19 dự án điện chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm, tổng công suất hơn 1.340 MW. EVN và nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán điện PPA và ra soát thủ tục đấu nối vận hành phát điện. Các nhà máy còn lại EVN thỏa thuận giá tạm với các nhà đầu tư trước ngày 27 tháng 5. Các dự án có thủ tục đấu nối hết hạn trước thời hạn trên và đang thử nghiệm, các công ty điện lực địa phương phải cùng chủ đầu tư đẩy nhanh việc hoàn thiện. EVN rà soát các hồ sơ chủ đầu tư nộp, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục nhưng chặt chẽ, hợp lý và đúng quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi cho 140 học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023, đã có 140 học sinh lớp 12 tham dự thi. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên thực hiện việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đối với các thí sinh này theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong số học sinh được miễn thi có 35 em thi Olympic quốc tế môn toán, 27 em dự thi môn vật lý, 25 em học sinh dự thi môn hóa học, 28 em dự thi môn sinh học và 25 học sinh dự thi môn tin học. Nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải, đặc biệt hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của thuyền viên, ngư dân trên biển, chiều ngày hôm qua, 25 tháng 5, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thu nhận, trao đổi thông tin và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi xét thấy tình huống vượt quá khả năng của các bên, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển trách nhiệm. Khi có tai nạn, sự cố xảy ra, các bên phải thông báo kịp thời cho nhau, cùng thống nhất kế hoạch sử dụng phương tiện, lực lượng, phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và khả năng của mỗi bên. Trong tình huống khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng, người bị nạn thì hai bên có thể trao đổi trực tiếp bằng điện thoại. Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp huấn luyện diễn tập nhằm nâng cao công tác chuyên môn. Được biết, từ năm 2014 đến nay, cả hai đơn vị này đã trao đổi tiếp nhận 878 thông tin tìm kiếm cứu nạn, kịp thời phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn 704 vụ, 2.707 người, cứu kéo và hỗ trợ 827 phương tiện, góp phần quan trọng trong việc tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trên biển, giảm thiệt hại về người và tài sản cho những người đi biển.
nhằm giới thiệu các nhóm hiện vật đại diện cho các ví dụ nổi bật về đổi mới công nghệ và sản xuất của nước Italia. Triển lãm sáng tạo tại Italia, năng lực cho những điều không thể đã được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia. Chia sẻ tại buổi triển lãm, Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro mong muốn thông qua buổi triển lãm đưa những thiết kế công nghiệp vào cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó, có thể đưa công nghệ và lợi thế ưu việt nhất để Việt Nam có thể phát triển nền sản xuất công nghiệp của mình dựa vào lợi thế cạnh tranh đang có. Triển lãm thể hiện tinh thần sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp mới, thôi thúc thử nghiệm và vượt qua các giới hạn của vật liệu. Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, triển lãm như một lời tri ân đối với những đóng góp của các công ty Italia đối với sự phát triển của các ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 tại Bảo tàng Hà Nội. Ngày 26 tháng 5, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng dao và nổ súng khiến tổng cộng 4 người thiệt mạng một ngày trước đó. Đối tượng được xác định là Masanori Aoki, 31 tuổi, con trai cả của chủ tịch hội đồng thành phố Nagano, tỉnh Nagano, miền Trung nước này. Giới chức cho biết nghi phạm đã trốn nhiều giờ trong ngôi nhà của cha anh ta. Hai phụ nữ, trong đó có mẹ của nghi phạm, trốn thoát khỏi ngôi nhà, nhưng một trong hai người đã tử vong sau đó. Đây là vụ bạo lực hiếm gặp ở Nhật Bản, nơi tỷ lệ giết người thấp và luật quản lý súng đạn nghiêm ngặt bậc nhất trên thế giới. Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra động cơ tấn công của nghi phạm. Stewart Rhodes, thủ lĩnh nhóm cực hữu Whatkeeper, ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, bị kết án 18 năm tù vì bạo loạn đồi Capitol. Rhodes, 58 tuổi, bị kết tội âm mưu nổi loạn trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Mức án 18 năm tù là hình phạt nghiêm khắc nhất từng được đưa ra với những người tham gia bạo loạn đồi Capitol. Trước khi tuyên án hôm 25 tháng 5, thẩm phán Amit Mehta nhận định Rhodes là mối đe dọa với nước Mỹ và nền dân chủ của nước này. Và sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 khiến người Mỹ giờ đây nín thở mỗi khi sắp diễn ra bầu cử. Luật sư của Rhodes cho biết thân chủ dự định kháng cáo. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tràn vào tòa nhà Quốc hội, tấn công cảnh sát, ngăn quá trình công nhận ông Joe Biden chiến thắng bầu cử tổng thống năm 2020. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong hơn 2 thế kỷ, khiến 5 người chết, gồm một cảnh sát và 4 người biểu tình. Giới chức Mỹ đã bắt hơn 1.000 người liên quan đến vụ bạo loạn. Ngày 25 tháng 5, Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ tự chế tạo Nuri để đưa 8 vị vệ tinh thực nghiệm vào quỹ đạo. Đây là dấu mốc quan trọng cho chương trình không gian của nước này. Theo Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, tên lửa đẩy vũ trụ Nuri có trọng lượng khoảng 200 tấn, mang theo 8 vệ tinh, gồm vệ tinh nhỏ thế hệ tiếp theo và 4 vệ tinh có tên mã là SNIP do Viện Khoa học Vũ trụ và Thiên văn học Hàn Quốc phát triển. Phát biểu sau khi chính phủ xác nhận vụ phóng đã thành công, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết thành công của lần phóng tên lửa đẩy Nuri lần này là một kỳ tích tuyệt vời, cho thấy Hàn Quốc đã gia nhập các cường quốc vũ trụ G7. Đến hiện tại, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới phát triển phương tiện phóng vào không gian có thể mang vệ tinh nặng hơn 1 tấn sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.